Tuyệt mệnh quái sư tập 40. Lục Dương băng hà rồi, Thái hậu băng hà rồi, Thái hậu băng hà rồi, Hoàng hậu băng hà rồi, Lục Dương băng hà rồi, Thái hậu băng hà rồi, Hoàng hậu nương nương băng hà rồi. Dân Tương Dung giết Thái hậu, sợ tội bỏ trốn. Lục Dương và Hoàng hậu tàn sát lẫn nhau, cả hai đều chết trong phòng. Đây đều là những chuyện đau buồn trong cung, nhất định phải để quốc tang, phải bắt tội phạm Dân Tương Dung. Hoàng thượng, những việc này nô tài giết đúng không? Ghi xong thì chuyển xuống dưới đi. Dân. Hoàng thượng, người nói Dân Tương Dung bỏ trốn để giết Thái hậu, chuyện này rốt cuộc là sao? Vết thương của Thái hậu rõ ràng là do kiếm gây nên. Chứng cứ còn lại trên hiện trường chính là bội kiếm của Dân Tương Dung. Dân Tương Dung vốn là nội gián của Ngọa Lạc, báo thù cho Ninh Phi cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu Ma Cô, người hãy nói thật cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là sao? Chuyện là thế đó, chỉ có điều ngài không muốn tin thì thôi. Vậy giờ ta đi điều tra thi thể của Thái hậu và Lạc Bình công chúa, để xem rốt cuộc có đúng như người nói không. Càng ngày ngày càng không tin ta rồi. Kệ thôi. Quốc sư đại nhân, ngài không thể vào. Hoàng thượng lệnh cho ta kiểm tra thi thể họ. Hoàng thượng nói không cho bất cứ ai vào, cho nên ngài đừng làm khó ta. Hoàng thượng nói hãy mau chóng thiêu đi, nếu không trong hoàng cung toàn là mùi người chết, bên trên hỉ nộ vô thường. Sắc mặt đen rồi, quả nhiên là do trúng độc. Lại có chuyện này sao? Ta cũng không dám tin. Nhưng hắn quả thật đã thay đổi rồi. Tiểu Ma Cô trả thù Thái hậu, có thể giải thích là hắn đang trả thù cho mẫu thân của hắn. Nhưng nếu đúng như ngài nói, thì Thái hậu chết cũng thảm quá. Chẳng lẽ làm vua một nước để làm thay đổi bản tính của hắn rồi? Điều tại ta nhìn lầm. Chuyện này ta cũng không thoát khỏi liên quan. Quốc sư đến phủ của Du đại nhân. Quả nhiên là vậy. Vậy chúng ta hãy ở đây chờ họ đi. Dương Tử phạm pháp, tội cũng như thứ dân, cho dù là hoàng thượng cao quý cũng không thể tự tung tự tác. Ta nhất định phải nghiêm trị Tiểu Ma Cô. Dù đại nhân, tiểu đạo và ngài cùng đi. Không, chuyện của Dương cô nương vẫn chưa giải quyết xong, ngài hãy ở đây chờ tin tức, cũng tiện tiếp ứng. Người đâu, thay y phục vào cung. Tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ, Du đại nhân đứng lên đi. Tạ ơn hoàng thượng. Đại nhân, ta đang định đi tìm ngài để hỏi về chuyện nên trị quốc như thế nào. Quân tử lấy đức trị vì thiên hạ, còn tiểu nhân lấy lợi ích để trị vì thiên hạ. Ở đây thần còn một bức mật chiếu, là tiên hoàng trước khi xuất chinh đã giao cho thần. Nếu dựa vào bức mật chiếu này có thể chỉ rõ ngài làm hoàng đế, nhưng ngài lại không xứng. Vậy đương nhiên cũng có thể dựa vào bức mật chiếu này để bãi bỏ ngài. Dù đại nhân, ta chỉ muốn trả thù cho mẫu thân ta. Ta sai sao? Nhưng những việc làm của ngài căn bản không phải là việc mà một hoàng thượng nên làm, có thể làm. Là vua một nước, phải bao dung thiên hạ, lấy đức trị quốc. Tuyệt đối không thể vì trả thù cá nhân mà tàn sát vô tội giả.
chuyện đều đã làm rồi, không thể giảng hồi. Xin người hãy tự hạ chiếu, bố cáo thoái vị đi. Sau này thần sẽ chiếu cáo thiên hạ về tội của người cho mọi người đều biết, và thương lượng với đại thần nên xử lý thế nào. Đại nhân, đại nhân, ta sai rồi đại nhân. Ngài hãy cho ta một cơ hội đi. Ta chỉ một lòng muốn báo thù cho mẫu thân. Giờ thù lớn đã báo, ta có thể trị vì quốc gia rồi. Đại nhân, đại nhân, ta sai rồi. Những hành động của người có khác gì Lục Dương chứ? Ta thật hối hận. Hối hận lúc đầu đã không tiếc giá nào để ngươi làm hoàng đế. Thần đã phụ sự ủy thác của tiên hoàng. Ta làm sao thế này? Người... Đại nhân, ta biết lần này ngài đến sẽ không buông tha cho ta đâu, nhưng ta lại muốn trả thù. Để tránh tranh chấp với đại nhân rồi làm tổn hại đến ngài, ta đã đốt một chút mê hương trong phòng này. Người... Đại nhân, dù sao ngài cũng là ân nhân của ta, ta không thể làm hại ngài. Cách duy nhất là nhốt ngài lại, như vậy đối với chúng ta đều tốt. Người... Người đâu? Nhốt hắn lại cho ta. Người... Người... Hổ và dê tranh chấp, không ngờ dê lại thắng. Cuối cùng ngươi cũng chịu được hết. Cuối cùng ngươi cũng đã khổ tận cam lai. Xem ra Ninh Phi vẫn còn tinh thần nhỉ, vẫn còn sống được đến giờ. Rốt cuộc ngươi muốn hành hạ ta thế nào đây? Chẳng thà cho ta chết đi. Không không, lần này ta đến không phải là để hành hạ ngươi. Ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi. Điều kiện gì? Ta muốn ngươi dùng bồ câu đưa thư đến Hỏa Lạc, giết chết hoàng đế của Đại Minh. Đến cha ruột của ngươi mà ngươi cũng muốn giết sao? Ngươi cũng độc ác thật đó. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này, ta sẽ thả ngươi đi. Dù sao đối với ta, ngươi đã không còn uy hiếp gì nữa rồi. Ta đồng ý với ngươi. Ta biết ngươi sẽ không thả ta đi. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Thông minh, không hổ là Ninh Phi. Cũng chưa chắc là vậy. Du đại nhân vào cung bao lâu rồi? Đã 5 canh giờ rồi. Nguy rồi.
Sư phụ là người sao? Ta đã nói với người rất nhiều lần rồi, ta đã không còn là sư phụ của ngươi nữa. Mấy hôm nay, ngày nào ta cũng mơ thấy những lúc chúng ta sống vui vẻ bên nhau, chúng ta không thể trở về nữa, đúng không? Dần Nhi và Đào Công Công đều bỏ ta mà đi rồi. Ngài cũng muốn bỏ ta lại đúng không? Ngươi làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý như vậy, cứ cho rằng ngươi làm những chuyện đó, Đạo Công Công có thể sống lại sao? Tiểu Ma Cô, ngươi làm như vậy sẽ không có được lòng yêu thương của bách tính, còn để mình rơi vào hoàn cảnh bị mọi người xa lánh. Ta khuyên ngươi hãy sớm thu tay lại đi. Ta mặc kệ người khác, ta chỉ cần ngài. Sư phụ, ngài thay đổi rồi. Trước đây khi ta đau buồn, ngài thường đến chỗ dành ta. Ngài xem bây giờ, ngài không còn thương ta nữa. Tiểu Ma Cô, là ngươi thay đổi rồi. Sư phụ, Thiên Mục Đồng, giờ ngài đã bị nhốt trong trận quyết độc rồi. Đây là ta nhọc công bố trí vì ngài đó, coi như là một phần quà tặng cho ngài. Đừng cử động, tuyệt đối đừng cử động. Bởi vì trận này, nếu ngài muốn phá nó, nhẹ thì nội lực mất hết, nặng thì ngài sẽ chết đó. Cuối cùng ngươi đã ra tay với ta, ta chỉ muốn giữ lại ngài thôi. Ngài xem, cô ta là ai? Đau lòng rồi à? Ta cho hai người lựa chọn, hoặc là ngài giết cô ta, nội gián của Ngọa Lạc ở lại cạnh ta làm quốc sư, hoặc là kết thúc tính mạng của mình. Tiểu Ma Cô, người điên rồi, hắn là sư phụ của ngươi. Bởi vì đó là sư phụ của ta, ta mới tặng cho ngài ấy thứ tốt nhất. Giữ ngài ấy ở lại bên cạnh ta, ngày nào ta cũng có thể nhìn thấy ngài ấy, bởi vì ta thích ngài ấy. Được, ta đồng ý với ngươi. Ngươi hãy thả Dương cô nương ra. Thiên Mục Đồng, tai ngài có vấn đề à? Ta vừa nói là ngài hãy giết Dân Tương Dung, ở lại bên cạnh ta, không phải nói là thả Dân Tương Dung. Ta quên mất, ngài là một đạo sĩ, chuyện tàn nhẫn như vậy sao ngài có thể đích thân ra tay chứ? Hay là ta làm thay ngài đi. Thả ta xuống, thả ta xuống. Dương cô nương, chúng ta phải tách nhau ra, nếu không nhất định sẽ bị bắt đấy. Không được, bắt lấy chúng, đừng để chúng chạy thoát. Mau đi đi. Dương cô nương, Dương cô nương. Vậy Dương cô nương, hãy tự bảo trọng. Bắt lấy chúng, đừng để chúng chạy thoát. Bắt lấy chúng.
Họ chỉ làm hai đường để chạy. Thêm một đồng để lại cho ta. Các người đuổi theo đi. Dân bên này, chia nhau ra đuổi. Được, đuổi theo. Thêm một đạo trưởng. Công chúa, thêm một đạo trưởng. Tiểu mà cô đã giết Thái hậu, giờ hắn đến ta cũng muốn giết. Cái gì? Đi thôi. Bên này. Cẩn thận. Lạc Bình công chúa. Lạc Bình công chúa. Sư phụ, ngài muốn đi đâu? Cho dù ngài chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được ngài. Người đã không còn là Tiểu Ma Cô trước đây nữa rồi. Vậy ngài còn là Thiên Mục Đồng trước đây không? Ngài nhìn mình xem, cả người trên dưới đều là thất tình lục dục. Ngài có tư cách gì mà dạy dỗ ta? Tư cách gì chứ? Được, ta muốn xem ngài ôm một người chết thì có thể chạy đi đâu được. Đừng lo cho ta. Ngài mau đi đi. Đừng lo cho ta. Cô sẽ không sao đâu. Ngài có thể ôm ta một lát không? Chỉ ôm một lát thôi. Ngài có biết không, thời khắc này ta đã đợi rất lâu rồi. Thiên Mục Đồng, Lạc Bình. Sư phụ, đồ nhi, những ngày qua con xuống núi rèn luyện thế nào? Đồ nhi không hoàn thành việc gì cả. Đồ nhi từng nghĩ, chỉ cần đạo pháp cao thâm thì có thể hóa giải mọi tội ác trên thế gian. Nhưng không ngờ, cho dù đạo pháp cao siêu thế nào, cuối cùng cũng không biết được lòng người sâu bao nhiêu, càng không thể quá giải hết ân oán tình thù. Chuyện đến nước này đều là do chấp niệm. Chấp niệm trong cung khiến dục niệm tung quanh. Con còn chưa nhìn tỏ sao? Vẫn nên buông bỏ đi. Buông bỏ. Đồ nhi hiểu rồi.
Hoàng thượng đã có được tin tức chuẩn xác. Hoàng thượng đã trốn khỏi Ngọa Lạc, hiện tại đã đến Cư Dung Quan. Hoàng thượng là Thái Thượng Hoàng. Thật sự không tu hành nữa sao? Trên thế gian này có rất nhiều chuyện đều không thể cố chấp. Ta tu hành thì thế nào? Không tu hành nữa thì thế nào? Nhưng cô không sao thì tốt rồi. Ngươi xem ngươi, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, sao vẫn mang dáng vẻ của tiên nhân vậy? Được rồi, không còn sớm nữa. Nếu không sẽ không kịp lên thuyền đâu. Cứ vậy mà đi sao? Nếu không thì thế nào? Được rồi, đùa ngươi thôi. Đi nào. Yeah.